Anh về đi. Không ai thay đổi được quyết định của em đâu. Má ơi, chị Thu lấy chồng. Con sẽ đưa anh ấy đến cho má xem mặt. Mặt mũi không quan trọng, nó làm nghề gì? Anh ấy là chủ tiệm phở nơi con làm. Trời, hết đàn ông rồi hay sao mà lấy thằng bán phở? Bán phở thì có gì xấu đâu. Má nhìn con má xem, nó còn cái gì để má chê người ta. Con đã có con với anh ấy. Chừng nào cưới? Tụi con sẽ không tổ chức, chỉ đăng ký thôi. Em sẽ không cho chị Lê ăn bánh phở đâu. Chị từ bệnh viện về phải không? Kể như chị cũng sướng, có quyền lựa chọn những kẻ yêu mình. Còn em thì nơm nớp lo sợ, anh ấy bỏ đi theo người ta. Không có niềm tin thì em yêu làm gì? Ai cũng có thể nói vậy, mà mấy ai làm được? Em không hiểu nổi ngày xưa người ta có thể vui vẻ làm lẽ. Chị em họ có giả dối hay không? Con làm sao vậy? Má nghĩ con làm sao? Con thử soi gương coi, có giống mấy đứa tâm thần không? Cũng không giống lắm. Con hiểu, nhưng có phải ba muốn con không yêu Thùy nên ba nói như vậy không? Con không được phép nghĩ về ba như vậy. Con xin lỗi, nhưng cô ấy đã nói gì với ba? Cô ấy không nói gì cả. Con hãy đi gặp cô ấy đi. Ba có biết cô ấy đuổi con đi không? Cô ấy đã kêu người tình của mình đuổi con đó. Ba yêu cầu con đó. Má đừng ra. Sao con không gặp anh ta? Anh hai! Anh hai, đợi em. Anh vô đi. Má nói anh ấy về đi. Anh là thế nào với con gái thôi? Cháu xin lỗi. Trước đây cháu yêu Thu. Anh bỏ nó phải không? Thu bỏ cháu. Anh nói dối. Con gái tôi không phải là loại người bỏ ngải theo vàng. Bác cho phép cháu ngồi được không? Ai cho phép em can thiệp vào chuyện của chị? Em thích anh Thái. Nhưng chị không thích, hiểu chưa? Xuống nói anh ấy ra chỗ cũ. Nửa tiếng nữa chị ra. Dạ.
Anh không giận em chứ? Thu à, anh ta yêu em. Không đúng, anh ta đã yêu con bé ấy rồi. Tại sao anh ta không quay về tìm em? Tại sao anh ta lại dễ dàng yêu người khác như vậy? Đừng khóc nữa. Em phải nói với anh ấy về đứa con trong bụng của em. Anh cứ nghĩ anh ấy bỏ rơi em. Tại sao em vô lý như vậy? Anh đừng nói nữa. Anh không còn muốn lấy em nữa phải không? Không, anh yêu em, không thua gì anh ta đâu. Nhưng anh muốn mọi việc phải rõ ràng. Nếu em không nói, anh sẽ nói. Đừng anh Minh, không phải bây giờ. Em xin anh. Cô ta đã có con với hắn, thật không thể tin nổi. Ba, con muốn chúng ta về Đà Lạt sớm. Chúng ta đã định trưa mai rồi kia mà. Con không muốn ở đây thêm một giờ nào nữa. Con đã gặp cô ấy chưa? Con ân hận gì đã gặp? Tại sao con có thể yêu cô ta? Con nghĩ cô ta hợp với anh bán phở hơn. Rất may con đã nghe lời ba. Anh có thấy mình đang là gã A Quy không? Em có thể yêu được gã bán phở không? Không đời nào. Chính vì vậy anh phải tự hỏi, vì sao chị ấy bỏ anh để yêu anh ta? Nếu em thấy thằng đàn ông đầu tiên của cô ta, em sẽ không hỏi như vậy đâu. Con đã chẳng nói với ba là vì hoàn cảnh sao? Lúc đó con mù quáng. Chúng ta nói chuyện khác được không ba? Chị có nhớ anh Huy không? Chị chỉ muốn về với anh ấy, nhưng không dám nói. Em không đi học à? Có đi học cũng chẳng nghe lọt chữ nào. Chị nói với má bây giờ. Chị lo cho chị đi. Không biết bây giờ anh ấy làm gì nữa. Có thể tối nay con không về. Chưa bao giờ con cảm thấy thanh thản như lúc này. Còn có má, có công việc con yêu thích. Con đi nha má. Sao chị không ở Sài Gòn chơi vài bữa? Mấy khi có dịp như vậy? Má con sao rồi? Anh Huy sẽ đưa má con ra chữa bệnh ở Hà Nội. Ba cũng nghĩ ở ngoài đó sẽ tốt cho má con hơn. Alo? Anh Huy hả? Dạ. Điện thoại chị nè. Đây. Anh Huy hả? Em đây. Cô nghe không được. Đâu, đưa ba xem nè. À, chúng ta đã ra khỏi vùng có sóng rồi. Huy vừa nói gì? Ba rất vui khi có đứa con dâu như con.
Cô hãy nói với cậu ta, đó là yêu cầu của tôi. Nếu cậu ta không nghe, tôi sẽ cử một giám đốc bên cạnh cậu ta đó. Dạ, thưa ông, tôi sẽ nói lại. Anh có thấy Nguy đâu không? Hãy còn sớm mà. Thế nào là sớm? Khùn. Có chuyện gì mà em tìm tôi sớm vậy? Có lẽ từ mai chúng ta sẽ phải thay đổi giờ làm việc. Đi đi anh. Anh đi. Anh có cô vợ giả nai hay lắm. Có chuyện gì nói đi. Ông Danh không đồng ý cách giải quyết của anh. Nhưng anh đã quyết định triển khai rồi. Hãy dừng lại và làm theo yêu cầu của ông ấy. Các người đã lệnh cho tôi đó hả? Nếu anh không đồng ý thì từ ngày mai sẽ có một đồng giám đốc cùng anh giải quyết mọi công việc. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ phải làm việc từ lúc 7 giờ. Em nghĩ anh sẽ phải sớm chia tay với cô vợ xinh đẹp của anh. Không thể làm như vậy được. Nếu làm theo cách của ông ta, chúng ta phải cần thêm rất nhiều vốn. Cứ làm theo ông ta đi. Tôi không muốn có kẻ đứng cạnh ngáng chân tôi. Cảm ơn. Bây giờ ông ta bắt đầu giở trò rồi đó. Sao ông ta không chết luôn đi? Đừng có bao giờ nói như vậy trước mặt tôi. Anh đưa tôi tới Đà Lạt sứ quán. Dạ. Dừng lại. Mùi gì vậy? Dạ thưa ông, tôi không thấy mùi gì ạ. Anh không ngửi thấy mùi mắm tôm à? Dạ hôm qua chúng tôi có đi ăn thịt chó. Bước ra xe. Anh bị đuổi việc. Từ ngày ông ta ra viện, tính tình không ai lường được. Đúng là kẻ thất tình. Sao lại như vậy? Long, anh đã nói với em, anh không thể can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ấy. Sao Thu không nói với anh ấy đi? Anh không nói đâu. Alo. Chào em. Anh đang rất bận. Thôi được, anh sẽ đón em. Tốt nhất em bảo cô ấy đi phá đi. Mày vừa nói gì vậy? Nghe hết rồi phải không? Tao không hiểu gì hết. Dung nói với tao về Thu. Cô ấy sắp đi lấy chồng. Tao không nghe Dung nói chuyện này. Sao anh lại bắt cô ấy phải đi phá? Mày biết rồi à? Mày tính sao đây? Tại sao lại là tao? Mày nói cô ấy đi lấy chồng đi. Chào. Yeah. Ông đã đọc báo cáo của chúng tôi. Tôi rất vui khi công việc tiến triển tốt.
chúng ta sẽ phải thay đổi một số vấn đề về nhân sự. Tôi không hiểu ý ông. Công việc đang thuận lợi. Tôi sẽ rút khỏi dự án này, trừ khi anh để cho tôi quản lý trực tiếp những người làm cho tôi. Tôi xin thông báo với các cô, kể từ giờ phút này, các cô sẽ chịu mọi sự điều động của ông Danh. Vậy thì hay quá. Tôi xin cảm ơn sự hợp tác của tất cả các bạn. Tôi mong các bạn chấp hành mọi sự điều động của tôi. Tôi nhắc lại là của tôi. Ai không chịu chấp hành, tức là họ chấp nhận bị đuổi việc. Các bạn có ý kiến gì không? Dạ không. Em thích làm gì với ông ấy. Hãy kêu cô ta lại. Vâng. Chúng ta đi đâu? Anh muốn đưa em đi đâu cũng được. Em chỉ cần ở bên anh thôi. À, có chuyện gì phải không anh? Em muốn làm vợ của anh không? Anh Thái, anh vừa nhận được tin của chị ấy phải không? Thu sắp phải lấy chồng phải không? Em không muốn làm vợ anh sao? Em không trả lời anh lúc này được. Em hãy báo cáo cho ông ta. Anh chấp nhận phương án của ông. Tại sao anh đầu hàng dễ vậy? Em thấy cách giải quyết của anh cũng tốt đấy chứ. Để cô ấy biết, tôi sẽ giết em. Em chờ anh làm gì? Sao không ăn trước đi? Em chờ anh về ăn luôn. Cảm ơn em.
Anh mệt phải không? Anh không muốn ăn. Vậy em nấu không ngon phải không? Em nấu ngon lắm. Anh có chuyện muốn nói với em. Anh hứa, từ nay anh sẽ... Dù chuyện gì xảy ra, anh vẫn về với em chứ? Ừ. Anh đói quá. Ăn cơm. Ừ. Tôi chấp nhận bị đuổi việc. Dù cho ông có trả lương cho tôi bao nhiêu chăng nữa, tôi cũng sẽ không làm trợ lý cho ông. Tôi mời em về đây, không chỉ cho riêng tôi, mà cho cả công việc. Việc chợ đêm vừa qua chứng tỏ em có đầu óc tổ chức rất tốt. Hơn nữa, em lại là người có trách nhiệm. Tôi sẽ không làm cho ông. Bóng ma của ông đã vĩnh viễn rời khỏi tôi. Tôi không muốn một lần nữa nó quay lại. Gọi phòng tổ chức lên gặp tôi. Thưa ông, tôi có mặt. Đuổi việc tất cả mọi người bên đó, rồi tìm người thay thế. Cô đã làm gì để ông ấy đuổi tất cả các cô? Từ ngày nghe tin cô gì đó đi lấy chồng, ông ta đuổi bất cứ ai mà không cần phải có lý do gì hết. Tôi phải làm sao bây giờ? Tại sao lại dễ dàng chấp nhận như vậy? Cô phải kiểm tra vì sao như vậy. Tôi sẽ dẹp tất cả, cả cô nữa. Anh ta điên thật rồi. Anh Huy, anh đừng cho triển khai phương án 2. Ông ta đã lệnh rồi. Mọi người lại đây. Không, em thật sự không hiểu. Anh hãy chọn phương án nào mà anh cho là đúng. Vậy thì em ký vào đi. Anh đừng làm khó em. Em phải về ngay bây giờ. Làm phương án ban đầu. Tôi cũng về thành phố ngay bây giờ. Ông ta điên thật rồi. Lại lên em. Em không phải tiện anh. Cô phải nói hết với tôi. Ông ta muốn gì? Tôi đã nói rồi. Ông ấy muốn tôi làm trợ lý cho ông ấy. Những người kia, họ có lỗi gì chứ? Ông sẽ không đuổi họ phải không? Họ đã thuộc về ông ta, tôi không thể làm khác được. Vì lợi nhuận, ông bất chấp tất cả. Cô lên án tôi đó. Chính cô đã đẩy họ đến nông nỗi này. Xin lỗi. Ông đã nói đúng.
vì tôi mà các chị bị đuổi việc. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Tại sao không nhận lời với ông ta? Tôi sẽ không để các chị thiệt thòi vì tôi đâu. Ông ta hoàn toàn bị mất trí rồi. Anh biết vì sao không? Anh không tin vì tình cảm riêng mà ông ấy để ảnh hưởng đến công việc. Anh đã trở thành kẻ thù của ông ấy. Tại sao? Vì anh là em ruột của anh Cảnh. Em có cảm giác ông ấy sẽ dứt bỏ tất cả. Chỉ có Vân mới giúp chúng ta được thôi. Chúng ta không thể ép cô ấy. Anh thà chấp nhận thiệt hại chứ không làm việc thất đức đó đâu. Nếu Vân yêu ông ấy thì sao? Làm gì có chuyện đó. Cô ta ghê sợ thì đúng hơn. Anh chưa hiểu hết phụ nữ chúng em đâu. Ngày mai cậu cho tăng thịt bò tươi lên. Thịt thì hết mà bánh phở vẫn còn. Ngày mai tôi đóng cửa quán. Nếu chú thích tôi nhường lại cho chú đó. Cậu nói đùa. Tôi còn thích người ta gọi tôi là thằng bán phở nữa. Bán phở cũng là một cái nghề. Việc gì cậu phải để ý đến bọn ăn nói bừa bãi vậy? Họ đang ở xung quanh tôi đây nè. Anh Minh, em muốn nói chuyện với anh. Được, tôi đợi ở ngoài kia. Cậu ấy ám chỉ ai không biết. Tại thằng em giáo nói lung tung. Chắc trẻ con làm gì. Em xin lỗi. Anh vào nơi mất khôn. Tuấn lớn lên nó sẽ hiểu. Em muốn nó sống chung với chúng ta. Tại sao em từ bỏ tất cả để sống với người mà em không yêu? Em sẽ yêu. Em chỉ thật sự quên được anh ta nếu như anh ta ruồng rẫy em, phản bội em. Anh không muốn giữa hai chúng ta dối lòng để quên đi anh ấy. Em phải nói chuyện với anh ta. Phải nói hết. Thực sự em cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Nhưng anh không thể nào hiểu được Thái đâu. Anh Thái không phải là người biết tha thứ. Em sẽ chết mất nếu một ngày nào đó Thái nhìn em với ánh mắt khinh bỉ. Đối với anh, chuyện đó cũng không dễ dàng gì đâu. Biết bao đêm anh đau đớn khi nghĩ về em. Anh chỉ muốn lao đến băm nát anh ta. Đáng ra em chỉ yêu người cùng trang lứa, chỉ có giỏi hơn, không phải toan tính. Thế giới của anh phức tạp lắm. Lần đầu tiên em mới thấy sợ á. Em ân hận thật à? Sao em lại cười? Em nghĩ mình sẽ hành hạ người yêu sau này. Hắn sẽ phải đau khổ như em đã từng đau khổ. Hắn sẽ phải thấp thỏm, lo âu. Tình yêu có làm cho con người độc ác không anh? Không. Anh thương hại em. Không. Hay anh dùng em để trả thù? Không. Anh yêu em. Sao anh không nói không nữa đi? Trong xã hội này làm sao lại để xảy ra chuyện kẻ có tiền muốn làm gì thì làm chứ? Ông ta bắt chị làm trợ lý, có phải làm gái bao đâu. Nếu chị không đồng ý, đó là quyền của chị. Ông ta có gì sai? Nhưng ông ta đã đặt điều kiện đuổi việc mọi người nếu như dân không đồng ý.
Ông ta có nói với chị như vậy không? Ông ta có quyền làm điều đó. Ai chứng minh được ông ta vì chị mà đuổi họ? Mọi người không thể đổ tội vì con mà họ bị đuổi việc. Nhưng thực tế là như vậy đó. Con phải quyết định rõ ràng đi. Quyết định cái gì à? Còn cái gì nữa? Mọi chuyện đang yên lành. Con hay gặp cậu Cảnh, nói hết cho cậu ấy đi. Má không thể thúc ép chị ấy như vậy. Cả con nữa đó. Con thì làm sao? Má nói đúng đó. Em không muốn mọi người vì em mà bị đuổi việc. Em quyết định rồi phải không? Cháu chào bác. Chào cô bé. Có chuyện gì nào? Cháu có thể nói chuyện thẳng thắn với bác được không? Cháu ngồi đi. Thật lòng, bác có muốn chị dâng cháu lấy anh Cảnh không? Tại sao không phải là hai chúng nó nói với bác về chuyện này? Có những người không tự quyết định được vận mệnh của mình. Chính vì thế cháu muốn hỏi bác. Dân đang có chuyện khó xử phải không? Ông ta ép buộc chị ấy. Ý cháu muốn nói, dù sao cô ấy lấy Cảnh vẫn hơn. Bác rất thích sự thẳng thắn của cháu. Nếu cháu sẽ làm sao? Với cháu, không cần phải suy nghĩ gì cả. Cháu sẽ làm theo ý mình. Bác không đồng ý Vân, cũng chính vì chuyện đó. Ai cho phép cô thay đổi quyết định của tôi? Tôi về đây cũng vì muốn thuyết phục ông. Chúng ta ai cũng mắc phải sai lầm, nhất là trong lúc này. Trong lúc này thì sao? Ông đã không đủ bình tĩnh. Cậu không được phép bình luận về tôi. Ông là đối tác của tôi. Mọi quyết định của ông đều ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của tôi. Ông đã đuổi việc nhiều người chỉ vì lý do cá nhân của ông. Điều này chưa bao giờ xảy ra. Vì vậy tôi có quyền lo lắng về ông. Các người làm ăn vậy sao? Cô Trang đâu? Cô Trang! Tại sao không thu hoạch lúa qua này? Số qua này không đủ để chúng ta bù vào tiền vận chuyển. Ngày mai em sẽ cho thu hoạch cùng với lô số 5. Nếu cô còn tiếp tục để xảy ra như thế này, đừng trách tôi. Có chuyện phải không? Không có chuyện gì đâu. Em chỉ lo cho anh ấy thôi. Anh ấy không còn đủ bình tĩnh nữa rồi. Chuyện với Dân hả? Ừ. Em BK đang ở cho anh. Anh đừng nói với em và anh ấy. Anh Danh có gì xấu mà cậu sợ dữ vậy? Tôi chỉ ước được như cậu. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để có được anh ấy. Cậu trả lời đi. Cậu có yêu Cảnh không? Trả lời mình đi. Mình không biết. Nhưng với anh Cảnh, mình sẽ được bình yên. Có bình yên nào khi cậu ở với người này lại nghĩ đến người khác? Tại sao cậu yêu ông ta mà lại muốn mình tới với ông ta? Tôi biết mình không bao giờ có được anh ấy. Có những lúc tôi muốn xé nát cậu ra thành ngàn mảnh. Đừng thuyết phục. Mình đã quyết định rồi. Nếu anh còn thương cô ấy thì anh hãy đến mang cô ấy đi. Còn sống với nhau thì cô ấy cũng chỉ nghĩ đến hắn thôi. Chính anh đã đẩy Dân đến với lão ta. Tại sao lại là tao? Anh định nói là dì Ba phải không? Anh phải quyết định đi. Nếu không sẽ trễ hết.
Thưa ba, con sẽ lấy dân. Con đã hỏi cô ấy chưa? Con sẽ sang bên ấy ngay bây giờ. Huy bảo con làm vậy phải không? Ba rất thất vọng về con. Ba không ngờ trong gia đình chúng ta con lại có tính cách như vậy. Con sẽ không bao giờ có được con bé ấy đâu. Vì ba đã cản con. Nếu không, mọi chuyện đã khác. Vì ba phải không? Con sang nó đi. Con sẽ không bao giờ có được con bé ấy đâu.